mình đôi khi mình đọc mình thấy buồn cười lắm. Cảm ơn Nguyễn Công nhé, cảm ơn bạn. Nhưng mà mình không thể nói với các bạn là mình cảm thấy buồn cười vì cái này vì cái kia, tại vì mình biết là khi mình nói ra là các bạn sẽ ngồi các bạn chửi mình. Mày lái được không? Hả? Đít mẹ, lần sau không nói được, không lái được nói một câu. Đít mẹ, nhất thiết phải làm thế không? Đủ má, mày đồ đang ngon. Bực vãi lồn ra. Đít mẹ, mày được trận đéo có đá thần chim thì đít mẹ mày đi xe như cặc vậy. Đây rồi, đâu nó có cái bờ cần đầu. Bờ con bậc con cặc, đít mẹ mày vừa lái lại vừa ăn bánh tráng cái gì? Cảm ơn phẹ, cảm ơn em nhiều. Đít mẹ mày bực vãi lồn ấy. Cảm ơn phẹ, cảm ơn em nhá. Uầy, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn Bảo nhá.